Bạn có thắc mắc là chuyện gì đã xảy ra giữa Lucien và Victor ở phần 1 không? Cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm giữa ma cà rồng và ma sói bắt đầu như thế nào? Thế là tôi không thắc mắc lắm đâu nhưng mà hãng phim vẫn trả lời câu hỏi đó Thế nên là hôm nay chúng ta sẽ xem cái này Underworld Rise of the Lycan hay là đáy xã hội ma sói đi lên Câu chuyện bắt đầu từ mấy trăm năm trước khi mà cả ma sói lẫn ma cà rồng đều mới được sinh ra Cơ mà tất nhiên là sau cái đoạn Victor và Marcus bắt cóc bỏ lọ William thành công Đáng tiếc là dù ma sói thủy tổ đã bị giam cầm nhưng số lượng ma sói mới được tạo ra vẫn không hề thay đổi và như phần 2 đã bảo thì bọn này không hóa được lại thành người lại còn đông và hung hãn khiến các lãnh chúa xung quanh cũng rén lên rén xuống mọi chuyện thay đổi khi mà victor bắt được một thằng lõi con có khả năng hóa từ người thành sói rồi hóa từ sói thành người hơn hết là lúc hóa sói thì vẫn còn tí lý trí victor thấy là ờ, thằng này dùng được nên là giữ lại và dùng chính lucien để tạo ra một binh đoàn ma sói mới mà lão gọi là lycan ý tôi là khi tôi nói tạo thì ý tôi là cho lucien cắn người rồi lại bắt những người bị cắn cắn người tiếp đám lycan này sẽ canh gác cho pháo đài của victor vào ban ngày lúc mà đám Ma cà rồng của lão không đi lại tự do được, còn ban đêm thì trở về làm nô lệ, làm việc nặng nhọc các thứ để profit cho lão. Victor cũng thiết kế một dàn cận vệ ma cà rồng đi bảo vệ các lãnh chúa loài người kia. Đổi lại thì bắt họ phải cống cho lão một lượng bạc khổng lồ để Victor có thể dùng số bạc này tạo ra vũ khí và các công cụ khác vừa là để tiêu diệt ma sói mà William tạo ra, vừa là để lũ nô lệ của lão ngoan một tí. Đợi lại là có cái dây xích cổ có gai bạc ấy để thằng nào mà tự biến thân thì auto chết luôn tại vì Victor đối xử với đám Lycan like rất tệ vào thì là nô lệ để chịu thôi riêng Lucien thì Victor dù coi như thú vật nhưng mà là vật nuôi ở nhà miễn lão không cấm thì Lucien làm gì cũng được và ít nhất là công việc của bố này thì cũng bớt nặng nhọc hơn anh em được làm thợ rèn các thứ nên là cuộc sống cũng không đến nỗi lờ mau tất nhiên là ngoài vụ bị coi như thú vật và có người muốn Lucien chết ra thì cũng Ừ. Cơ mà thôi kệ Ngoài con pet Lucian ra thì Victor còn có một đứa con gái Tất nhiên cũng là ma cà rồng Tên là Sonia Mà thím này thì ương Đã là thân gái cứ thích ra ngoài chiến đấu với ma sói Nhất là ở cái thời đại chưa có súng như thời của Celine Nên là chết hụt mấy lần May mà có Lucian cảnh giác nên là cứu được Lý do mà Lucian 5 lần 7 lượt cứu Sonia thì cũng dễ hiểu thôi Trong một tỷ điều cấm của Victor Thì có cái điều là không được ăn bún đậu với Majone Nhưng mà Victor lại quên không cấm Lucian không được ăn con gái lão Một điều rõ ràng là rất đần tại vì kiểu hai đứa con trai gái lớn lên cùng với nhau ở sát vách lại còn cá tính mạnh mà không có tỷ lệ gì ấy, ấy với nhau Hừ. hàng đêm trước khi bình minh lên thì lucien vẫn chui ven để gặp sonia ở một phần bỏ hoang trong pháo đài để làm gì chắc ai cũng biết hai người đêm nào cũng thế tranh thủ lúc hết việc không ai để ý và bình minh gần lên thì ụ nhau rất căng xong gần sáng thì ai về chỗ người nấy sonia thì về phòng lucien thì về trường và chuyện có vẻ là chưa ai phát hiện ra nên là họ tạm an toàn dù ở bên nhau nhưng mà cuộc sống của lucian thì không đáng mơ ước lắm tại vì anh không chỉ cần sonia không chỉ cần melody mà anh còn cần tự do và quyền làm người nên là vẫn nung nấu ý định cùng sonia bỏ chạy đen cái là như mọi người phụ nữ khác thì sonia thấy cái hòn rái của lucian cũng hay hay nên sờ thôi là chưa đủ mà phải bóp cái cơ mới đã thế là một hôm có xe cống phẩm vào thành đi ngang qua rừng bị đám ma sói hệ william tấn công sonia nóng máu dù victor đã can ngăn nhưng mà vẫn chạy ra đón đường cứu xe như thật, nhưng mà lũ ma sói quá đông, Sonia thất thế, ngã cả ngựa nằm ra đất chờ bị xé xác. Lucian không đành lòng nhìn người yêu mình chết nên là lao ra khỏi thành trái ý Victor và còn làm một điều đại kỵ là tự tháo cùm trên cổ để tự do biến thành ma sói bảo vệ Sonia. Victor biết được vụ này thì thay vì cảm kích vì con gái toàn mạng lại suy luận là Lucian đang tự do thái quá và anh sẽ trở thành tấm gương xấu cho đám lycan. Nếu mà để Lucian tự do thêm nữa thì có khi chúng nó nghĩ tự do là quyền không ai xâm phạm được. Thế là Lucian được thưởng bằng mấy chục roi mạ bạc tát hết cả lưng rách luôn cả cái áo trùng cuối mất mấy năm tiền lương mới mua được mà tiện thể là trùng cuối đang có rất nhiều ưu đãi các bạn hãy lên ngay trùng cuối trên shopee để mua nhé chưa kể là lão victor còn có ý định trừ khử lucien để phòng trừ hậu họa sonia nghe thế thì mặt cố tỏ ra bình thường nhưng bên trong nước mắt là biển rộng rồi thế nên là cô thấy lucien có ý định trốn đi thì giúp đỡ anh luôn báo với lão chép sử thanis chính xác là cái thằng cha bị biệt giam ở phấn hái là sẽ đổi ghế hội đồng của cô cho hắn để giải cứu lucien trước khi anh bị hành hình bằng cách ném chìa khóa vào chuồng lucien vừa không thể bỏ anh em mà vừa không thể trốn thoát một mình lucien mở nhiều phòng giam nhất có thể để cả nô lệ con người lẫn lai like cần chạy thoát tất nhiên là chỉ có số ít những kẻ tay không tức sắt chạy thoát chứ đa số anh em vẫn bị victor cùng cái hệ thống nỏ phóng lao khổng lồ giữ lại trong thành may là lucien thoát ra được tập hợp anh em xây dựng lực lượng bằng cách giải phóng cho các nô lệ ở khu vực lân cận cho họ lựa chọn hóa sói hoặc không miễn là họ muốn chiến về tự do Trong khi đó ở pháo đài Sonia định bụng 3 ngày nữa sẽ trốn thoát cùng Lucien Nhưng mà bị Victor nghi ngờ Và cắn cổ uống máu để đọc ký ức Thế là lộ chuyện yêu nhau Victor thấy thế thì tức giận xen lẫn ghê tởm Tại vì Sonia yêu Lucien thì khác nào người yêu súc vật Victor giam lỏng Sonia trong phòng để lão tính xem là làm gì với Lucien trước. Cái việc xây dựng lực lượng của Lucien bằng cách tấn công khu vực lân cận và giải phóng nô lệ đã làm hỏng ăn của lũ ký tộc con người lẫn ma cà rồng trong vùng. Chúng bắt Victor mang quân đi bắt lại Lucien, nhưng mà lão già lại tin rằng Lucien sẽ tự mang xác về nộp, tại vì lão biết là anh sẽ quay về tìm Sonia. Ở ngoài rừng, Lucien chờ mãi không thấy Sonia tới nên đâm ra cũng bồn chồn cứ đứng ngồi không yên. Đến ngày thứ ba thì tùy nữ của Sonia đến gặp Lucien, báo rằng cô đã bị Victor phát hiện. Lucien tuyệt vọng, bỏ anh em vào pháo đài cứu người yêu nhưng mà đáng tiếc là trước đó cái đường ven mà anh hay dùng để hú hí với Sonia đã bị Victor phát hiện ném thuốc nổ xuống chặn đầu Lucien và Sonia hết cách phải lên mặt đất chém nhau mở đường mỗi tội là lính của Victor quá đông và hung hãn Sonia đánh tay đôi với Victor để mong bố tha cho Lucien tiết lộ với Victor rằng con đang có bầu với Lucien nên là mong Victor cho cháu ngoại của mình có bố trái với kỳ vọng của Sonia Victor cảm thấy cực kỳ ghê tởm với cả con gái lẫn Lucien khi nghe được sự thật này tại vì với lão thế khác gì con gái lão đã ăn nằm với chó vấy bẩn dòng máu ma cà rồng thượng đẳng Ai mà biết được cháu của lão sẽ là người chó hay là chó người Victor uy hiếp Sonia đầu hàng bằng cách dí nỏ bán tên bạc và đầu Lucien Rồi mang cô về cho hội đồng ma sói luận tội Ai cũng vốt Sonia một vé bổ sung vitamin D kể cả Victor Dù sau đấy lão về phòng lòng đau như cắt Phải tự tay xử tử con gái mình Giờ thiêng đã đến, đám lính của Victor xích Lucien xuống sàn như chó Rồi xích Sonia lên cột Vừa quất Lucien vừa để hai người nhìn nhau lần cuối Quất chán thì lão chỉ đạo lính lác mở khe hở trên trần nhà Cho ánh sáng mặt trời chiếu vào Thiêu chết Sonia ngay trước mắt Lucien. Lucien Lucien gào khóc rồi quỵ xuống Còn lão Victor cũng trốn vào phòng riêng khóc không thành tiếng Nhưng mà vẫn tỏ ra cứng cỏi Quay lại lấy mặt dây chuyền của Sonia từ cái xác cháy khô Lucien lúc này đã hồi tỉnh Nhưng mà vẫn giận dữ đến phát điên Hóa sói giật đứt xích Lao vào vả Victor chỉ để giành lại mặt dây chuyền Rồi thoát ra bởi đường cửa sổ Nhưng mà đáng tiếc là một sói sau ăn được một loạt cung Lucien bị bắn lỗ chỗ như cái tổ ong Anh rú lên một tiếng tuyệt vọng Nghe được vậy thì không chỉ anh em trong rừng mà cả lũ ma sói hoang dã cũng đổ vào thành chiến đấu, lấy số lượng đè chất lượng. Anh em giải cứu Lucian bằng cách nhổ hết tên bạc ra khỏi người anh để Lucian cùng anh em tiếp tục tấn công, trước hết là để giành lại quyền làm người, sau là để Lucian trả thù cho Sonia. Một trận chiến sống còn nổ ra và dù quân đoàn của Victor có ăn đứt về chất lượng cũng như là vũ khí thì cũng bị áp đảo bởi sức mạnh cơ bắp và số lượng ma sói đông như quân Liên Xô của Lucian. Họ đấm nhau từ đêm cho tới gần sáng thì Lucian tiếp cận được ông bố vợ hụt, giao chiến rất căng. Lucian có lợi thế là sức mạnh nhưng mà Victor vừa có kỹ thuật vừa có sức mạnh nên là không ai chịu ai Họ chém nhau rất căng Đổ lỗi cho nhau vì cái chết của Sonia Rồi lao vào quyết ông sống thì tôi chết luôn Lucien lừa được Victor vào chỗ nắng Khiến lão mất tập trung Rồi một đòn kết liễu kẻ thù Để xác lão rơi xuống nước Anh bước ra ngoài sáng Thì thấy anh em đã hoàn toàn chiến thắng Tiêu diệt được đám ma cà rồng Chiếm được pháo đài Trong lúc anh em đang ăn mừng Mong rằng đây sẽ là kết thúc Để mở ra một khởi đầu mới Thì Lucien biết rõ Chiến thắng hôm nay sẽ chỉ là mồi lửa để bùng lên một cuộc chiến tranh kéo dài hàng trăm năm như ta đã thấy ở các phần phim trước thì cũng đúng tại vì là dù ăn đòn kết liễu của Lucien nhưng mà victor vẫn còn sống lên tàu vượt biển cùng với tanis và hai chiếc quan tài của các trưởng lão còn lại báo hiệu rằng lão sẽ còn trở lại trong tương lai tốt là vui vẻ đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại